Thưa quý vị, sáng nay, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Đây là hoạt động chưa có tiền lệ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật để phát huy các kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Hội nghị lần này tập trung quán triệt các điểm mới, nội dung quan trọng trong các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua, thống nhất về các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, đánh giá kết quả tổ chức triển khai các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, xem xét những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, đánh giá kết quả thực hiện và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề xuất các giải pháp kiến nghị để thực hiện trong thời gian tới, thảo luận thống nhất về yêu cầu nội dung triển khai nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.